đến tham dự lễ khánh thành nhà máy Uniben Bình Dương trên một chuyến hành trình vô cùng thú vị với chúng tôi của đoàn tàu Uniben buổi sáng ngày hôm nay. Lần đầu tiên thay mặt ban tổ chức, anh Quân xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu và không quản ngại đường xa xa xôi tham dự sự kiện đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi. Xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Là một ngày rất ý nghĩa trong quá trình phát triển của Uniben. Công ty chính thức khánh thành nhà máy tại Bình Dương nhằm tiếp tục tạo nên một nền tảng cơ sở hạ tầng vững chãi cho phát triển trong tương lai. Và nhân sự kiện này, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những quý nhà thầu, đối tác xây lắp đã cùng chúng tôi xây dựng nhà máy trong suốt một năm vừa qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đối tác, khách hàng đã đồng hành của chúng tôi, đã chia sẻ những khó khăn, đặc biệt trong những giai đoạn chuyển đổi của chúng tôi trong mấy tháng vừa qua. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những đồng nghiệp của chúng tôi đã cùng vai sát cánh, đã chịu khó vất vả trong những thời gian vừa qua trong quá trình xây dựng và chuyển đổi. Xin tôi thay mặt ban điều hành xin cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian vào buổi sáng thứ bảy đến đây tham gia lễ khánh thành nhà máy Uniben. Xin cảm ơn và trân trọng. Xin được trân trọng cảm ơn ông Vũ Tiến Dũng, mời ông Trần Phương Nam, giám đốc dự án lên sân khấu để gửi tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của Uniben và quá trình xây dựng nhà máy Uniben Bình Dương.
hôm nay là một cái buổi lễ rất là đặc biệt dành cho công ty chúng ta khai trương nhà máy. Và sẵn nhân cái dịp này thì mình cũng gửi tặng một món quà đặc biệt cho một cái nhân vật may mắn nhất để chúng tôi. Xin mời đại diện của công ty Mì Ba Mì sẽ lên đây gửi tặng cho hai anh chị may mắn ở miền Trung, anh Mười và chào mọi người. Giải thưởng 30 lượng vàng. Xin được trân trọng kính mời mọi người quý anh có tổng thống của Mì Ba Mì sẽ cùng với nghệ nhân Trần Thành trao giải thưởng tượng trưng 30 lượng vàng cho vợ chồng anh Mười đến từ Quảng Nam. Đầu tiên chúng giải thưởng đặc biệt 30 lượng vàng của công ty Juniband.